Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái hướng dẫn mới trong điều trị viêm phổi cộng đồng mức độ nặng năm 2024. Về tổng quan thì viêm phổi mắc phải trong cộng đồng, đó là CAP hay là Community Acquired Pneumonia. Đây là cái bệnh lý nhiễm trùng đường hô hấp thường gặp và là vấn đề sức khỏe đáng lo ngại trên toàn thế giới. Về tỷ lệ chung của CAP là từ 1 đến 25 trường hợp cho 1.000 người hàng năm, nhưng mà tăng tỷ lệ đáng kể ở nam giới, này, người lớn tuổi và những người có bệnh đồng mắc. Ước tính thì có khoảng 40% trường hợp bệnh nhân viêm phổi cộng đồng cần phải nhập viện và có 5% trong tổng số đó cần nhập khoa điều trị tích cực hay là khoa ICU. Về định nghĩa viêm phổi cộng đồng nặng vẫn chưa được đưa ra, nhưng mà thuật ngữ này có thể dành cho những bệnh nhân viêm phổi cộng đồng nhập ICU cần thở máy hoặc là có tình trạng huyết động không ổn định. Tuy nhiên là giữa các quốc gia khác nhau thì cái tiêu chuẩn nhập ICU cũng khác nhau, làm cho cái quần thể chẩn đoán thì nó chưa được đồng nhất. Về tỷ lệ tử vong trong viêm phổi cộng đồng nặng vẫn ở mức cao từ 16 đến 36% và có sự khác biệt đáng kể giữa những ca bệnh được báo cáo. Bằng chứng mới đây từ một cái quan sát nghiên cứu, xác định tăng tỷ lệ tử vong ở nhóm bệnh nhân viêm phổi cộng đồng nặng có biểu hiện sốc, thở máy xâm nhập hoặc là cả hai. Về phế cầu, đây là các tác nhân thường gặp nhất, sau đó là Legionella, Pneumophila, tụ cầu và virus. Trong khi đó, một số cái căn nguyên vi khuẩn khác, ví dụ như là trực khuẩn mũ xanh, Enterobacter, có thể gây viêm phổi cộng đồng nặng ở những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ. Thường thì không thể xác định được những cái tác nhân gây viêm phổi cộng đồng và có hơn 50% những trường hợp không thể phát hiện được căn nguyên gây bệnh. Tuy nhiên là trong những năm gần đây thì khi mà phát triển một số cái kỹ thuật xét nghiệm như là PCR thì có thể phát hiện thêm những cái tác nhân virus gây viêm phổi cộng đồng nặng, ví dụ như là cúm này, COVID-19 hoặc là RSV. Bản dưới đây là những cái cập nhật, những cái điểm chính trong cái khuyến cáo mới trong điều trị viêm phổi cộng đồng nặng. Đầu tiên là cái điểm liên quan đến vai trò của các kỹ thuật phân tử. Nếu như trường hợp mà khi nào mà ta kê kháng sinh hoặc là xem xét kháng sinh trong viêm phổi cộng đồng nặng thì cần phải gửi dịch mẫu dịch của đường hô hấp dưới, có thể là đờm hoặc là nội khí quản để làm PCR đa mồi. PCR đa mồi có thể là của virus và hoặc là kết hợp với vi khuẩn. Cái điểm thứ hai trong khuyến cáo đó là đánh giá nguy cơ nhiễm khuẩn đa kháng. Thì sẽ dựa vào dịch tễ của từng khu vực và kết quả cấy của những lần trước đó để định hướng quyết định bất kể các tác nhân đa kháng nào, trừ trường hợp là bệnh nhân suy giảm miễn dịch, và điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm ở những bệnh nhân viêm phổi cộng đồng nặng. Cái điểm thứ ba đó là các dấu ấn sinh học, thì sử dụng procalcitonin được xem xét giảm thời gian điều trị kháng sinh ở những bệnh nhân viêm phổi cộng đồng nặng. Khuyến cáo là sử dụng procalcitonin phải được xem xét cùng với đánh giá lâm sàng vì mục đích giảm thiểu thời gian điều trị kháng sinh. Và procalcitonin có thể không hữu ích trong trường hợp lâm sàng ổn định và thời gian điều trị kháng sinh là từ 5 đến 7 ngày. Cái điểm thứ tư là liên quan đến chỉ định thở oxy lưu lượng cao và thở máy không xâm nhập. Thì nó sẽ có ý nghĩa trong trường hợp bệnh nhân suy hô hấp cấp, giảm oxy máu, có thể là giảm oxy máu dai dẳng và không cần đặt nội khí quản ngay lập tức. Thì chuyện sử dụng oxy lưu lượng cao có thể có lợi hơn so với cung cấp oxy chuẩn hoặc là lựa chọn thở máy không xâm nhập. Câu chuyện thứ năm, cái cập nhật thứ năm liên quan đến kết hợp kháng sinh điều trị theo kinh nghiệm ở những bệnh nhân viêm phổi cộng đồng nặng cần phải nhập viện. Thì người ta khuyến cáo là kết hợp beta-lactam với macrolide chứ không phải là fluoroquinolone. Và thời gian sử dụng macrolide là từ 3 đến 5 ngày. Cái điểm thứ 6 trong phần cập nhật guideline đó là sử dụng thuốc điều trị cúm trong viêm phổi cộng đồng nặng do cúm. Thì người ta khuyến cáo là sử dụng oseltamivir cho những bệnh nhân viêm phổi cộng đồng nặng do cúm được xác định dựa vào cái test PCR. Trong những trường hợp mà không có sẵn cái test PCR thì điều trị oseltamivir theo kinh nghiệm trong mùa cúm cũng được đề xuất. Cái điểm thứ 7 khá là quan trọng đó là thêm corticosteroid ở những bệnh nhân viêm phổi cộng đồng nặng, thì bằng chứng cho thấy là sử dụng corticosteroid nếu như mà bệnh nhân có biểu hiện của sốc và dựa theo tiêu chuẩn loại trừ trong một số cái thử nghiệm lâm sàng thì khuyến cáo này sẽ không áp dụng cho những cái trường hợp ví dụ như là bệnh nhân bị viêm phổi cộng đồng nặng do virus là cúm này, COVID, đái tháo đường không kiểm soát được hoặc là đang điều trị corticosteroid vì các lý do khác. Vậy thì dựa vào các thử nghiệm thì người ta đưa ra là sử dụng corticoid với methylprednisolone 0,5mg trên cân mỗi 12 giờ trong vòng 5 ngày là cái lựa chọn hợp lý khi mà đã quyết định sử dụng corticoid. Và một RCT lớn nhất đã được công bố sau các cái hướng dẫn của châu Âu và đề xuất việc sử dụng hydrocortisone liều thấp có thể cải thiện
hiệu quả trong giảm tỷ lệ tử vong ở tất cả những bệnh nhân viêm phổi cộng đồng nặng. Và sau cùng, một cái điểm cập nhật trong guideline này là liên quan đến cái điều trị viêm phổi HIT trong viêm phổi cộng đồng nặng. Vậy thì ở những bệnh nhân mà viêm phổi cộng đồng nặng và có các yếu tố nguy cơ của viêm phổi HIT, câu hỏi đặt ra là có điều trị bao phủ các tác nhân kỵ khí hay không? Thì trong guideline này, họ khuyên là điều trị viêm phổi cộng đồng theo kinh nghiệm, theo phác đồ chuẩn và không cần điều trị đặc hiệu vào tác nhân kỵ khí. Đó là 8 cái điểm chính trong cái cập nhật năm 2024 liên quan đến điều trị viêm phổi cộng đồng nặng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu, điểm qua sơ lược về các cái vấn đề cụ thể trong cái phần cập nhật, trong phần guideline cập nhật. Đầu tiên là nói về đánh giá nguy cơ nhiễm trùng đa kháng và kê kháng sinh theo kinh nghiệm. Đối với mục này thì chúng ta xét cái cán cân cân bằng giữa chuyện là điều trị kháng sinh đủ, khi nào là đủ. Đó là khi mà điều trị kháng sinh không đủ thì sử dụng kháng sinh phổ rộng một cách không cần thiết có thể liên quan đến tăng tỷ lệ tử vong. Và nếu mà điều trị kháng sinh quá tai thì nó sẽ làm tăng tỷ lệ đề kháng. Tức là mình sẽ có một cái cán cân là điều trị kháng sinh khi nào là đủ và khi nào là sử dụng một cách quá mức. Vậy thì câu hỏi này nó rất là khó để đặt ra. Nếu như mà điều trị không đủ thì bệnh nhân tăng tỷ lệ tử vong, mà nếu điều trị quá mức, quá tai thì nó làm tăng tỷ lệ đề kháng kháng sinh. Vì lý do này thì trong những năm gần đây, nhiều nhóm tác giả đề xuất cái hệ thống thang điểm để đánh giá và xác định cái nhóm bệnh nhân viêm phổi cộng đồng nặng có lợi từ việc sử dụng kháng sinh phổ rộng để điều trị bao vây những cái tác nhân đa kháng. Và họ đưa ra một cái lưu đồ của Niederman và Brito. Thì cái lưu đồ này mọi người có thể tìm hiểu thêm. Đưa ra cái lưu đồ này để chúng ta, để họ đánh giá về cái chuyện quyết định sử dụng kháng sinh ở mức độ nào. Ngoài ra thì có một cái thang điểm, đó là best score, là liên quan đến Pseudomonas, Enterobacter và Staphylococcus, để xác định các yếu tố nguy cơ khác nhau dựa vào tuổi này, giới, tiền sử dụng kháng sinh trước đó. Tóm lại một số cái điểm khác, và nếu mà điểm số lớn hơn bằng 5 thì đề xuất việc sử dụng cái kháng sinh có tác dụng chống lại trực khuẩn mũ xanh hay là Pseudomonas. Tuy nhiên là có một số bài báo thách thức cho cái điều này và chỉ ra nguy cơ cao của chuyện điều trị quá tai. Tóm lại, đối với đánh giá nguy cơ nhiễm trùng đa kháng và kê kháng sinh theo kinh nghiệm thì họ vẫn đang nằm ở giữa cán cân, đó là khi nào điều trị kháng sinh đủ và khi nào là điều trị quá tai. Tức là khi nào mà chúng ta cần phải sử dụng kháng sinh kết hợp điều trị bao vây những cái tác nhân đa kháng và khi nào không. Đây là một câu hỏi rất là khó, và họ đã đưa ra những cái nghiên cứu của Maruyama và cộng sự, cũng như là các cái lưu đồ như là Niederman và Pito. Về cái điểm thứ hai là liên quan đến cái vai trò của các dấu ấn sinh học trong quản lý viêm phổi cộng đồng mức độ nặng. Như trước đó mình đã có đề cập, đó là sử dụng procalcitonin. Vậy thì thực tế thì họ cũng so sánh cái giá trị của procalcitonin và CRP. Thì cái procalcitonin này được đánh giá là tăng sớm là ngày 1 sau khi khởi phát triệu chứng, và CRP thì tăng sau, muộn hơn là ngày 3 sau khi khởi phát triệu chứng. Và họ nhận thấy là cái procalcitonin này nó có hiệu quả cao hơn đối với nhiễm khuẩn so với CRP. Tuy nhiên là người ta vẫn phải thừa nhận là cái kết quả của nó không rõ ràng ở những bệnh nhân có nhiễm khuẩn và virus, tức là bệnh nhân bị nhiễm virus sau đó là bị đồng nhiễm một cái tác nhân vi khuẩn khác. Và họ cũng thực hiện trong những cái nghiên cứu đa trung tâm về nhiễm trùng nặng tại ICU và bao gồm cả trường hợp bệnh nhân viêm phổi cộng đồng, để họ theo dõi cái procalcitonin trong định hướng giảm thời gian điều trị kháng sinh. Và cái mốc procalcitonin mà để họ dừng điều trị kháng sinh là dưới 1. Và kết quả họ đưa ra thì khá là ngạc nhiên, bởi vì việc sử dụng procalcitonin trong định hướng thì sẽ giúp giảm thời gian điều trị kháng sinh trong viêm phổi cộng đồng từ 10,5 ngày xuống còn 5,5 ngày so với điều trị chuẩn, và cho thấy cái tỷ lệ các biến cố bất lợi liên quan đến nhiễm trùng cũng giảm thiểu là 7,2% so với 15,3%, và tỷ lệ tử vong 28 ngày cũng thấp hơn, đó là 15,2% so với 28,2% ở nhóm mà chúng ta sử dụng procalcitonin để đánh giá cái chuyện quyết định dừng kháng sinh hay là dùng kháng sinh. Ngoài ra thì trong guideline thì họ cũng đưa ra những cái nghiên cứu khác để chứng minh cho cái chuyện là sử dụng procalcitonin có thể giúp giảm thời gian sử dụng kháng sinh cho những bệnh nhân viêm phổi cộng đồng nặng. Về cái điểm thứ ba là quản lý siêu hấp, thì như trước đó mình đã có đề cập, đó là sử dụng
Oxy cho thở oxy lưu lượng cao hoặc là thở máy không xâm nhập, đây là hai cái phương pháp hỗ trợ hô hấp được dùng để giảm công thở, cung cấp oxy cho những bệnh nhân siêu hấp, giảm oxy máu dai dẳng mà chưa cần đặt nội khí quản ngay. Về chiến lược điều trị kháng sinh, là trước đây thì beta lactam được xem là cái lựa chọn đầu tay trong điều trị, có thể kết hợp với macrolid hoặc là quinolone. Là theo cái hướng dẫn của Hoa Kỳ thì họ sẽ xem xét cân nhắc kết hợp một trong hai, tức là kết hợp macrolid hoặc là quinolone, với cái sự xem xét là tương đương nhau. Tuy nhiên hướng dẫn của châu Âu thì hướng dẫn châu Âu mới nhất thì họ sẽ ưu tiên là kết hợp beta lactam với macrolid. Vậy thì câu hỏi đặt ra là thế thì sự cái tác dụng ưu điểm nào của macrolid làm cho nó được ưu tiên hơn trong cái guideline của châu Âu? Thì thực ra là macrolid ngoài cái tác dụng là có lợi trên những cái tác nhân không điển hình, nó còn có vai trò trong điều hòa miễn dịch, bao gồm là duy trì tính toàn vẹn của tế bào biểu mô đường thở này, giảm tổng hợp chất nhầy, ức chế các cytokine tiền viêm cũng như là thúc đẩy các hoạt động thực bào và giảm miễn dịch trung gian tế bào. Ngoài ra thì ngoài những cái tác dụng phụ của fluoquinolone nó nặng nề hơn, thì một cái điểm có lợi hơn đối với fluoquinolone là trong trường hợp nhiễm Legionella thì chúng ta có thể ưu tiên sử dụng fluoquinolone hơn. Thật ra thì cho đến nay chưa có một cái RCT nào thực hiện được cái vấn đề mà so sánh giữa macrolid hay là quinolone. Tuy nhiên theo cái guideline mới nhất của châu Âu thì họ vẫn ưu tiên kết hợp beta lactam với macrolid. Về sử dụng oseltamivir ở những trường hợp mà viêm phổi nặng do cúm thì người ta khuyến cáo là sử dụng trong vòng 48 giờ đầu. Ngoài ra thì nghiên cứu chỉ ra những cái lợi ích tiềm ẩn của sử dụng oseltamivir sẽ giúp làm giảm tỷ lệ bội nhiễm nấm aspergillus. Tuy nhiên là cái nhóm này thì đây là cái nhóm nhóm bệnh nhân nghiên cứu trên 74 bệnh nhân được chẩn đoán xác định là viêm phổi do cúm, và chỉ có 13% trong số đó là cần nhập ICU. Nhưng mà thực ra cái tỷ lệ giảm cái tỷ lệ bội nhiễm aspergillus này không phải là nằm, tức là họ không chỉ ra cụ thể là trên nhóm bệnh nhân ICU là bao nhiêu phần trăm. Cuối cùng đó là corticosteroid trong điều trị viêm phổi cộng đồng nặng. Thì thực ra ở đây họ đưa ra rất nhiều nghiên cứu để họ chỉ ra họ chỉ ra bằng chứng là cái lợi ích của chuyện sử dụng corticoid, và sử dụng bao lâu, sử dụng với liều lượng như thế nào. Thì đi đến cùng, sau khi tổng hợp các cái nghiên cứu lại với nhau, trong guideline này họ đưa đến một cái khuyến cáo, đó là thêm corticosteroid trong điều trị viêm phổi cộng đồng nặng dường như cho thấy là có nhiều lợi ích hơn về thời gian tử vong này, cải thiện tổn thương phổi trên phim X-quang, tỷ lệ sốc nhiễm trùng và thời gian thở máy, nhưng mà cũng có một số cái tác dụng không mong muốn cần được xem xét. Nhiều nghiên cứu thì trong thực tế thì chỉ ra tỷ lệ tăng đường huyết này trong trường hợp mà chúng ta sử dụng corticoid. Nhưng mà một điều đáng được ghi nhận đó là khi mà chúng ta sử dụng corticoid thì câu hỏi đặt ra là nó có làm tăng tần suất nhiễm trùng bệnh viện hay không, hay là có tăng tỷ lệ xuất huyết tiêu hóa hay không. Thì trong khuyến cáo này họ đề cập, sau khi tổng hợp thì họ đưa ra một cái khuyến cáo, đó là việc mà sử dụng corticoid thì đưa ra nhiều cái điểm có lợi hơn, và một điều an tâm được ghi nhận là cái tần suất nhiễm trùng bệnh viện và xuất huyết tiêu hóa dường như không tăng sau khi sử dụng corticoid. Đó là một vài điểm cập nhật trong cái khuyến cáo điều trị viêm phổi cộng đồng nặng năm 2024. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau.